Nghe gì chưa? Bạn chính là mắt xích yếu nhất khi đầu tư đấy. Sự thật thì mất lòng mà, bạn sẽ là người sống thiên về cảm xúc nhiều hơn. 80% các quyết định của bạn là dựa trên cảm xúc. Điều này đã được các nhà khoa học chứng minh. Khi là một nhà đầu tư giá trị như Warren Buffett, cái khó thì không phải là phân tích báo cáo tài chính, mà chính là bạn có đủ niềm tin để nắm giữ cổ phiếu ấy trong lâu dài hay không. Nếu các bạn đánh thuần phân tích kỹ thuật thì cứ đến điểm là phải cắt lỗ, nhưng nhiều khi bạn lại ôm ấp nó với hy vọng chờ hồi. Cho nên đừng cố tìm một phương pháp đầu tư hoàn hảo, tại vì bạn mới là mắt xích yếu nhất, và con người chúng ta thì không ai hoàn hảo cả.